Tao vô cửa vô làm lại cho nào không nào. Làm gì đó, làm gì đó, làm gì đó. Nó lạ. Bảo này ra. Fucking you. Dạ rồi, xin chào tất cả anh em nha. Hiện tại đang ở trên một chiếc Century. Footline, cái đi Century hay là Columbia. Đang ở đây một chiếc clip mà mình cũng dùng. Mình cũng dùng, mắc clip, quay, tắt lồ. Tắt lồ, mắc clip. Quay, lộ Columbia này. Chiếc này đưa vô làm chồng. Thì bây giờ mình anh em mình đi vào đây để cho anh em xem con đường đi vào nha. Thì mà mỗi hôm thì mình cũng có quay rồi. Thì hôm nay quay lại một tí ở chỗ mà đi ông nậu. À, lại lại ra được không? Lại ra được đi. Ờ, cầm máy quay nè. Xe này ở trong công viên tương đối ổn định nè. Em lu lu lu. Mới làm hết lại. Tắt rồi đi. Cửa vô làm lại cho nào không nào. Làm gì đó, làm gì đó, làm gì đó.
Nó lạ. Mở không được à? Quá phát kinh kìa. Ờ ấn nhận. Động không? Động. Té cơ bô mình là nó á, cái mũ của mình nó cao nhưng mà nó xui nè, thì nó sẽ trượt. Nó trượt nó lướt qua luôn, hiểu không? Đây mấy cây tre nè, mấy cây tre này ớn nè. Bây giờ là cái miệng cống nữa. Hơi can, hơi can. Đường này không phải giỡn nè. Lý này xuống mình sẽ quay cái xe cho anh em xem nha. Thì bây giờ mình chỉ vào vào quay cái đường thôi. Anh em nhìn cái turbo kìa, turbo nó chắc cái sơn. Thời gian lao quá kìa. Sơn nó chắc hết. Ok này.
Ê, lấy cầm đi bảo coi nó ta cái. Anh Khoa ơi, anh Khoa, anh biết hồi nãy con Ly nó dọc xuống xe bằng cách mua không? Tiểu rồi. Mà nãy gửi nó mà không được ta. Xe đã có phụ đó mà. Hả? Xe có phụ mở anh tiện. Phải không đó? Anh này mở được nè. À, ông đứng ở đó ông mở không được. Không thọ tao không giật cái này. Mùa trang này có chủ giật nè. Mờ. Giật mờ. Cái này nó không giật đâu. Bây giờ cái dây này nè, cái dây này nè, dây này nè. Hả? Ai biết được, nó làm giật giật không được cái đó, nó trèo ra cái lỗ đó mà nó trèo ra kinh thiệt á. Cái tay lùn. Wow, cái xe này anh Khoa làm đẹp nè. Thấy. Ha, trước mắt là cho nên xem xe này nha. Đó, vô làm từ A đến Z lại. Anh Khoa tính ra xe này có làm gì Khoa? Khoa. Có làm gì không? Làm máy đi hả? À. Hả? Làm gì? Chế gì nữa hả? Đang xếp vô cái cửa tự nhiên. Cái thân lồn cái kia mình làm cái tá. Hả? Rồi, nhiệm vụ của mình là chạy dùm vô thôi. Ha. Còn ướt quần ở này, không có máy lạnh ướt quần. Ngắn quá. Đó, qua chưa? Được chưa? Xe này thì ok đâu, xe này nhấp xương. Nhưng có điều nó bị sơn nó dở quá kìa. Cái bùn ấy cũng lao rồi không phải dở. Phải 7.5 rồi xe này. Xe 5971 nè. Rất lao rồi. Xe này ngon. Đó, cái này chạy vô giùm nào, còn qua chiếc xe này. Đồ coi Khoa. Được. Ủa nó chưa xong mà xong chưa? Hả? Chưa nè. Còn đèn nữa không? Đó. Hả? Được. Ghê. Ai bài cho đi? Qua. À Ly. Ai bài cho mua cái chụp mâm đi. Hả? Rồi, hoành tráng ha. Đồ Mỹ hả? Đồ ở Tây Mỹ. Được. Xe về sơn lại chứ. À được ha. Sao không? Sơn lại chứ. Ồ, hai ông máy chơi liên nha. Mày chậm giờ không cầm sợ nắng. Ngồi trước cũng sợ nắng ra rồi. Được nha. Làm cái viền chạy viền bắn inox lại. Ủa anh Khoa, anh Khoa ơi, Khoa bao giờ? Hả? Cái viền này ổng giật gì ổng làm luôn hả? Khoa giật gì với ổng luôn giật. Để giờ anh Khoa anh giật. Rồi đẹp bay. Thôi. Thôi. Đẹp chứ. Thôi. Đi sân lại đi. Hả? Mấy người là trường thành. Mấy đi là trường Bình Thành. À. Mi nữa, thêm mi nữa. À, ổng muốn mở. Ừ, đẹp á. Xe này ngó mà gì làm được này ổng nè. Xe này xe của Petrolimex. Quá chuẩn. Sàn gỗ. Clip pro. Ê, xe nổ máy chạy về được không đó? Ly. Dọn xe này cũng chế chơi đàn của xe Mỹ luôn nè. Đó thấy không, đàn tròn. Là bây giờ sao cứng cóp. Đẹp. Hợp lý nha. Xe nổ máy được không? Chứ cái chạy xe nó về à? Đây. Ở ngoài sau đi có khoan đèn không?
không à? Con đi ẩn tụng cũng trừ con qua cái đèn chỗ này vẫn trực ở của con. Hai cốc, bốn cốc, các bạn. Đó, xác đó, các bị. Được. Các bị đá được mà. Bài bá. Được. Cứ nhận. Cá đưa cho. Nó lộn gà rồi đi về. Có gà. Ông bà chơi lo má. Thôi, giỡn trời, em về em nghỉ ngơi. Nghỉ đi mẹ, nghỉ nước. Thôi, đừng có lộn gà nó khổ quá đi. Trừ 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 có cái này nè, có đi cho anh làm nè. Đây bây giờ anh làm đi nè. Cái này như của anh luôn á, không có của ai đó. Đợt đây em sai gì anh làm nhưng mà tóc rồi hả? Không phải. Có thể là chở anh ra luôn. Chở ra rồi. Cái này. Cái này á mà chở ở tay này hắn gãi luôn miếng 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 sắt mà canh giữ nè. Miếng bát cái bát. À, cái bát á. Cái bát á. À, nó bị gãy luôn rồi. Hắn còn một cái dưới á mày. Nhưng mà chỉ có bốn sập súng. Hiểu không? À, trừ phải vẽ một là làm ra. Có cách mô làm kiểu là trừ khoan lỗ đai không? Khoan lỗ đai thì sợ ít bữa nữa thì vòng 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 sọt tới đai luôn. Em sợ đó. Cho nên trừ làm cái khoan ở đây. Nhưng mà bác thêm một miếng sắt vô đây nữa. Thấy vô đây nữa. Nó giữ lại đây. Nếu thì con gò cũng được. Trời luôn. Nếu mai bác. Đây. Nếu mai bác. Không phải mai bác. Để. Bây giờ luôn đi. Xa em chiều chạy. Tối nay đi Sài Gòn. Không xa kia. Hey. Nói lên gì? Hey hey hey. Thế thế vậy. Có tính làm gì? Con gà thùng bia thùng kìa thùng bạn nó lây muốn vô đó đùng bạn rồi chứ đầu mới vậy muốn về đó tháng mà vậy hả ấy ấy là anh dí bác không được rồi bởi vì đang con gà trong ban đầu anh dính đầu mà hàng quỷ những ai mới con có bự trận này mò tháng là anh không hay hay vậy nữa đó ngồi đi đường dạo mà là người ngồi dạo quẹt cho ông đỏ ấy đưa ai vô màu gót biết mẹ cái quay gương bật máy lạnh có máy lạnh không này bật máy lạnh vào đây giữ hả ai siêu siêu ha cô đừng té hay là nghe hai mét liền à nào ok lấy đường mẹ ngang qua quay đây cho em biết nè số máy người em vô một đi đâu số nhanh 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 qua người mới rượu làm xuống có máy bật xuống luôn cái gì chú ơi giờ đi Isuzu về anh em ơi anh Siêu ê ê xe đi cũng còn biết mà rồi hai đi phải nhìn số đi xe con số không vàng nữa chạy qua lái à
đây mới bị em kêu quá về đây bị thì hồi nãy em mở ra và phun ra còn nhớt không đấy và hết nhớt nữa. Ok anh em, thấy êm không? Cực kỳ êm luôn. Yeah. Xe này Isuzu làm hết lại rồi. Quá đẹp. Yeah. Trừ về sơn sửa nữa là nhất xương không? Nhất xương lưng không? Xe này Vân Thành mua nè. Xe này Vân Thành mua lại, trừ về sơn sửa hết lại. Xe máy ngon ghê á. Máy em ru. Xe cũ mà máy ngon thiệt, đúng là Isuzu. Xe này hồi xưa chị chở nhất ha. Giờ làm nè, bác hang tay xe Mỹ vô nè, chở sốc à. Sốc thiệt đó chứ ha. Ốp xe nóc sơn lại là nhất xương lưng luôn, đẹp cực kỳ luôn ha. Rồi. Rồi, ok anh em. Thôi mình xin dừng clip ở đây nha anh em. Hẹn gặp lại anh em ở trong những video sau. Giờ mình đi làm ba cái việc lặt đặt đi rồi nha. Ok anh em.